khi mà tôi được vào trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi cũng lựa chọn một cái chuyên ngành có lẽ rằng là cũng gây rất nhiều ngạc nhiên đối với lại tất cả các bạn bè cùng trang lứa cũng như các thầy cô hồi cấp 3, thì cũng rất là ngạc nhiên khi mà tôi chọn một cái chuyên ngành là chuyên ngành kế toán kiểm toán. Nhưng thực sự khi bây giờ mà hỏi tôi là có chọn lại trường nào để học, chọn lại chuyên ngành nào để tiếp tục theo học, thì tôi vẫn khẳng định trong mình cái lựa chọn Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và lựa chọn chuyên ngành kế toán kiểm toán là một cái lựa chọn phù hợp nhất đối với bản thân tôi. Bởi vì lẽ chính cái ngành kế toán kiểm toán là một cái ngành mà nó tạo nên một cái nghề nghiệp thực sự để mà mình có biết mình mới làm việc được. Và thực sự trong cái quá trình mà tôi đang làm việc tại cái nhà văn lẻ hàng đầu Việt Nam Sancorp, nhà văn lẻ hiện đại hàng đầu Việt Nam, thì có lẽ cái việc mà tôi tham gia công tác điều hành, công tác vận hành các hoạt động văn lẻ thì đều trên mọi góc độ, mọi khía cạnh đều có một cái sự vận dụng những kiến thức mà được cung cấp từ cái chuyên ngành kế toán kiểm toán, từ cái kiến thức tổng quát, kiến thức tổng thể về kinh tế mà trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh UEH đã cung cấp cho tôi. Nói về cái môi trường công tác ở tại Sancorp thì có lẽ rằng là tất cả các cái chuyên ngành đào tạo của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đều có đất dụng võ ở tại cái môi trường nhà văn lẻ hiện đại này. Đặc biệt rằng trong cái bối cảnh hiện nay thì gần như là ở tại Việt Nam thì chưa có một cái chuyên ngành hẹp liên quan đào tạo quản lý liên quan đến lĩnh vực văn lẻ. Tuy nhiên là cái ngành thương mại cũng là một cái chuyên ngành ngành gần nhất, nhưng ngành thương mại cũng không phải là một cái ngành duy nhất, mà hầu hết tất cả các ngành đào tạo của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thì đều có những cái vị trí việc làm ở những cái nhà bán lẻ hiện đại, những cái môi trường thương mại giống như Sancorp. Mà đối với, đặc biệt là đối với ngành này thì lĩnh vực này thì đó là một cái lĩnh vực mà có lẽ rằng nó tạo nên một cái sức hút, sức lan tỏa và có độ nóng đối với thị trường chung kinh tế lúc này. Và thị trường bán lẻ Việt Nam thì cũng vẫn còn có những cái xu hướng phát triển rất là mạnh mẽ trong thời gian tới, đặc biệt đối với thương mại hiện đại.